Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của Tuyết. Trong video ngày hôm nay, Tuyết sẽ chia sẻ với bạn về 9 lợi ích khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống. Trong video này, Tuyết sẽ chia làm 2 phần. Phần thứ nhất, Tuyết sẽ định nghĩa ý thức là gì, tiềm thức là gì. Phần thứ hai, Tuyết sẽ chia sẻ với bạn về 9 lợi ích khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống. Nếu như bạn có đọc cuốn sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Mofield, thì ở trong cuốn sách đó, tác giả có chia não bộ của chúng ta làm 3 phần, đó là ý thức, tiềm thức và tiềm thức tổng quát. Vào cuối thế kỷ 19, nhà tâm lý học người Áo Sigmund Freud cũng đã cho ra đời một học thuyết. Và trong học thuyết của ông cũng chia não bộ làm 3 phần, đó là ý thức, tiềm thức và vô thức. Và trước đó nữa, ở rất nhiều tôn giáo khác nhau và rất nhiều học thuyết khác nhau, cũng có những tên gọi khác nhau cho phần ý thức và tiềm thức. Vậy, ý thức là gì? Tiềm thức là gì? Ý thức chính là phần tư duy thủ công, như suy nghĩ, lời nói, hành động và rất nhiều những gì bạn có thể điều khiển theo ý mình mong muốn được, gọi là ý thức. Còn tiềm thức là gì? Tiềm thức là phần tư duy tự động mà nó có thể điều khiển mà chúng ta không thể điều khiển được, bao gồm thói quen, ký ức, những hệ giá trị, niềm tin cốt lõi mà nó đã được in sâu ở trong chúng ta qua bao nhiêu năm tháng. Cái lợi ích thứ nhất khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó chính là tiềm thức và bộ lọc thông tin. Trong suốt quá trình phát triển bản thân của mình, có một câu nói của Zig Ziglar rất là quan trọng. Đó là khi bạn đọc một cuốn sách nào đó, bạn nên đọc đi đọc lại cuốn sách đó nhiều lần. Vậy bạn có hỏi tại sao bạn đọc đi đọc lại cuốn sách đó nhiều lần mà bạn vẫn cảm thấy nó có giá trị với bạn hay không? Là bởi vì vào mỗi một thời điểm khác nhau, bạn sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Ví dụ như 6 tháng trước bạn quan tâm về tiền bạc, nhưng 6 tháng sau bạn lại quan tâm về chữa lành các mối quan hệ trong hôn nhân. Tiếp theo, bạn lại quan tâm về cách tạo ra một gia đình hạnh phúc. Thì ý thức là một cánh cửa mở, còn tiềm thức thay vì cánh cửa mở, nó sẽ thay bằng một bộ lọc thông tin và nó sẽ thu thập tất cả những tin tức hay tất cả những cái gì quan trọng nhất và nhanh nhất đến cái điều mà bạn đang quan tâm. Cái lợi ích thứ hai khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó là tiềm thức và sự tha thứ. Ý nghĩa thực sự của sự tha thứ chính là tha thứ cho chính bạn. Và tha thứ cũng là một yếu tố cần thiết trong việc chữa lành, cũng như hàn gắn tất cả các mối quan hệ trong hôn nhân. Cuộc sống vốn rất công bằng khi bạn nhận ra tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của bạn tạo nên cuộc sống của bạn. Bạn sẽ tự biết cách điều khiển cuộc sống của bạn theo cách mà bạn mong muốn. Cái lợi ích thứ ba khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó là tiềm thức và các mối quan hệ hòa hợp. Tiềm thức của bạn nó giống như một cỗ máy sao chép tất cả các thói quen của bạn. Khi bạn nghĩ tốt về người khác, nghĩa là bạn đang nghĩ tốt về chính mình. Bạn có quyền được tự do lựa chọn những gì bạn yêu quý. Nếu như bạn muốn người khác nghĩ gì về bạn, thì bạn hãy nghĩ về người khác như vậy. Và nếu như bạn muốn người khác cảm nhận về bạn như thế nào, thì bạn hãy cảm nhận về người khác như thế đó. Và nếu như bạn muốn người khác yêu mến bạn, thì bạn cũng hãy yêu mến người khác. Hãy chấp nhận những bất đồng của người khác đối với bạn. Họ có quyền không giống bạn, và bạn cũng có quyền bất đồng với họ. Nhưng nên nhớ, chỉ bất đồng, không nên bất hòa. Cái lợi ích thứ tư khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó chính là tiềm thức và hôn nhân. Nếu như bạn không am hiểu quy luật về tâm trí cũng như tâm hồn, thì cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ rất dễ bị đau khổ. Bởi vậy cho nên bạn hãy vun bồi trong tâm trí của bạn với hình ảnh người bạn đời chân thực, chân thành và chung thủy, thì trước hết bạn hãy là người như vậy. Bạn cũng không cần phải day dứt về cuộc hôn nhân của mình, bởi vì khi người bạn đời của bạn đang đau khổ, đang gào thét, cũng chính là lúc họ đang tìm cách để muốn bạn quan tâm đến họ mà thôi. Vì vậy, hãy yêu thương họ, cảm thông đối với họ và hãy bày tỏ cảm xúc
tình yêu đối với họ và cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, bởi vì tiềm thức sẽ bắt nhịp được những cảm xúc này và tạo nên sự tin tưởng giữa hai người. Cái lợi ích thứ năm khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó chính là tiềm thức loại bỏ sự sợ hãi. Đằng sau những thất bại, đằng sau những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đằng sau những mối quan hệ bất hòa, đó chính là sự sợ hãi. Sợ phán xét, sợ không được yêu thương, sợ thất bại. Thực ra đó chính là nỗi sợ trong tâm trí của bạn. Thực ra mỗi khi bạn sợ như vậy là bạn đang sợ chính bạn mà thôi. Emerson, một nhà văn, một nhà thơ của thế kỷ 19 đã nói rằng: hãy làm điều bạn sợ hãi, điều sợ hãi sẽ biến mất. Bản thân Tuyết cũng đã sống trong sợ hãi một thời gian rất dài. Mỗi khi hai vợ chồng Tuyết có những mối quan hệ bất hòa, có những lúc bất hòa như vậy, Tuyết cũng muốn nói cho chồng mình hiểu. Tuyết cũng muốn nói những tâm tư và nguyện vọng cho chồng mình hiểu để cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc tốt hơn. Nhưng chính sự sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ người ta không hiểu mình, sợ người ta phán xét, và chính những nỗi sợ đó nó đã lớn dần hơn trong tâm trí của Tuyết. Và khi Tuyết hiểu được về sức mạnh của tiềm thức, Tuyết đã để cho tâm trí của mình để tâm vào những chuyện mình mong muốn, để tâm vào những chuyện mình khát khao, để tâm vào những chuyện mình khát khao có được hạnh phúc, khát khao có được sự tự do làm công việc mình yêu thích. Tất nhiên trong cuộc sống có những lúc Tuyết cũng đã đi lệch hướng, nhưng khi hiểu được về sức mạnh của tiềm thức, Tuyết lập tức hướng tâm trí của mình về những điều mình mong muốn. Cái lợi ích thứ 6 khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó chính là tiềm thức và thói quen. Khi bạn lặp đi lặp lại một hành động cụ thể nào đó đủ lâu, nó sẽ trở thành thói quen. Và khi trở thành thói quen rồi thì bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, chính xác hơn, và ý thức của bạn cũng không cần phải can thiệp vào. Ví dụ như lối sống của bạn, bạn hay than phiền, hay oán giận, hay đổ lỗi, thì tiềm thức của bạn sẽ giúp bạn, thu hút cho bạn đến nhanh với sự đau khổ mà thôi. Còn nếu như bạn chọn thói quen là hạnh phúc, là bình an, mỗi ngày bạn đều thực hiện những thói quen hạnh phúc của bạn, thì tiềm thức sẽ giúp cho bạn có được hạnh phúc nhanh hơn. Cái lợi ích thứ 7 khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống của bạn, đó chính là tiềm thức chính là Google của bạn. Tiềm thức biết tất cả các câu trả lời để giải quyết tất cả các vấn đề của bạn. Bạn có biết tại sao một người khi gặp một vấn đề nào đó họ không biết cách giải quyết, và họ đi hỏi hết người này đến người kia? Họ không chỉ hỏi một người mà họ hỏi rất nhiều người, cho đến khi họ tìm được một câu trả lời phù hợp với họ thì họ mới dừng lại và áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Vậy bạn có hiểu được tại sao họ không biết cách giải quyết vấn đề của họ nhưng họ lại biết câu trả lời nào là hợp với họ hay không? Là bởi vì bên trong tiềm thức của họ đã có câu trả lời, chỉ là họ không biết cách lấy ra mà thôi. Việc họ đi hỏi hết người này đến người khác chỉ là để khi họ biết được người có cùng câu trả lời với họ, để tạo thêm động lực để họ dừng lại và áp dụng mà thôi. Cái lợi ích thứ 8 khi bạn vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống, đó chính là tiềm thức kết nối với tiềm thức chung. Trong phần đầu của video, Tuyết cũng đã nói với bạn về 3 phần của não bộ, đó là ý thức, tiềm thức và tiềm thức tổng quát, hay còn gọi là vô thức, tiềm thức chung. Nếu như trong cuộc sống có bất kỳ một khó khăn nào mà tiềm thức của bạn không giải quyết được, nó sẽ lập tức kết nối với tiềm thức chung và mang về câu trả lời cho bạn. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học của thế kỷ 19 đã nói rằng: khám phá vĩ đại nhất ở thế kỷ 19 không phải là ở ngành khoa học tự nhiên, mà chính là trong tiềm thức. Bởi vì bên trong mỗi một con người luôn có một khả năng rất lớn, họ có thể vượt qua được bất kỳ một chướng ngại hay khó khăn nào của cuộc sống để đi đến điều họ mong muốn. Cái lợi ích thứ 9 mà bạn có thể vận dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống của mình, đó chính là tiềm thức mở rộng giới hạn bản thân. Sức mạnh tiềm thức được sử dụng rất nhiều trong luật hấp dẫn, bởi vì 90% những quyết định đưa ra trong cuộc sống của bạn dựa trên niềm tin đã được lập trình sẵn ở sâu bên trong của chúng ta.
Nếu như bạn tin bạn không làm được một việc nào đó, thì bạn sẽ không làm được việc đó. Và nếu như bạn tin bạn có đủ khả năng để làm được một việc gì đó, thì cuối cùng bạn cũng làm được việc đó, hoặc sẽ có rất nhiều các cơ hội đến để giúp bạn làm được việc đó. Ví dụ như Tuyết, trước kia Tuyết vẫn tin rằng phụ nữ lấy chồng rồi thì phải hy sinh cho chồng. Phụ nữ lấy chồng rồi thì cũng chỉ ở nhà sinh con rồi phụ chồng, không có quyền được sống với ước mơ riêng của mình. Nhưng khi Tuyết hiểu được rằng mình là một con người, mình có quyền được lựa chọn, mình hãy lựa chọn sống theo cách mình mong muốn hạnh phúc, mình có quyền được lựa chọn sống theo phong cách sống của mình. Và khi Tuyết quyết định như vậy, thì có rất nhiều những cuốn sách, rất nhiều những người thầy đã đến giúp cho Tuyết phát triển bản thân mình hơn, trân trọng mình hơn, biết cách tạo ra cuộc sống của mình hơn, cũng như nâng niu và trân trọng cuộc sống này hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video của Tuyết. Bạn hãy đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo của Tuyết, cũng như chia sẻ video này đến với một vài người bạn của bạn. Biết đâu đây cũng là những kiến thức họ đang cần cho cuộc sống của họ, và họ sẽ rất cảm ơn những chia sẻ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn ngày càng hạnh phúc và tạo ra thêm nhiều hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống của các bạn.